Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố do ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra công tác mặt trận 10 tháng của năm 2022 tại huyện Phong Điền. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của huyện Phong Điền đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Điển hình như Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đăng ký thực hiện 23 mô hình gắn với nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đô thị văn minh. Tổ chức vận động quỹ vì người nghèo năm 2022 được trên 640 triệu đồng. Vận động xây tặng 48 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng hơn 8.000 phần quà với tổng số tiền trên 4 tỷ 800 triệu đồng. Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng, Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được quan tâm thực hiện đúng quy định.